Giả sử là em kê khai thừa một hóa đơn trùng trùng nhau nhá, để vào Vâng. thừa đi. Đó, thì ví dụ như em đang thừa cái hóa đơn cuối cùng này nhá. Được chưa? Vâng. 1 1 2 3 2 0 0 và 14, chi phí đầu vào là 14 triệu 040 đấy nhá. Đó, ví dụ vậy đi. Tức là em bị kê khai thừa nhá. Thì bây giờ chị sẽ là hướng dẫn trường hợp lập tờ khai điều chỉnh làm giảm số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ đi. Thế thì bây giờ em mở cái tờ khai mà mình đang làm ở bên HTKK. Và khi mà em điều kiện để lập tờ khai là mình đã nộp tờ khai lần đầu rồi nhá. Được Rồi. chưa? Thì bây giờ mình mới điều chỉnh, kể cả hôm qua em nộp mà hôm nay thuế đã chấp nhận rồi nhá. Dạ. Thì em cũng phải lập tờ khai điều chỉnh chứ không được nộp lại như ngày xưa. Rồi bây giờ em mở cái tờ khai ra chị này. Mình mở đến bị xóa đúng không cô? Không, em mở trên HTKK ý, mở cái tờ khai quý 2 ra. Rồi, bây giờ là mình vào tờ khai. Đây, thông tư 80 đến 2001 đến không cô? Nhấn vào tờ khai bổ sung đây này nhá. Lần này là lần mấy? Lần thứ nhất nhá. Rồi. Đồng ý. Thì bây giờ nhá, tại cái tờ khai bổ sung này em nhá, bây giờ Dạ. nếu trường hợp làm điều chỉnh làm giảm số thuế giá trị gia tăng ấy được khấu trừ đúng không, bây giờ có phải chị có phân tích là mình đang bị thừa một hóa đơn đúng không nhớ, Dạ. mình làm giảm số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ đúng không. Bây giờ mình sẽ lấy này, chỉ tiêu 23 cũ này này trừ đi giá trị hàng hóa của hóa đơn bị thừa À còn bao rồi. nhiêu đấy mình điền vào. Rồi tương tự như vậy, chỉ tiêu thuế này cũng trừ đi cái phần VAT ấy đúng không, mà mình bị thừa, đánh lại cho chị chỉ tiêu 24, 25 và 23 ấy Tức nào. là mình nhập nhập bằng tay. Nhập bằng tay đúng rồi, nhưng từ từ nha, đây là chẳng qua là chị không muốn sửa trên visa, đây là chị đang lấy ví dụ đúng không, để cho em làm trên Rồi. thực tế luôn. Còn nếu giả sử thực tế mà trên visa ấy có sai sót thì tất nhiên chị sẽ xóa cái hóa đơn ấy, phụ lục Vâng. 01 trừ 1 chị xóa hẳn cái hóa đơn này lên ra ấy, khỏi visa. Thì khi lập lại thì nó cũng sẽ làm thành một cái tờ khai đúng đúng không, rồi mình lại Dạ. khấu trừ lại rồi bắt đầu mình mới lập tờ khai điều chỉnh nhá. Cách làm là Rồi. như vậy. Rồi thì chị ví dụ đi, 1 1 2 3 2 0 0 và bao nhiêu em điền vào đấy nhá. Đấy thì bây giờ mình sẽ nhấn vào chữ tổng hợp lên KHBS này. Đây, bấm vào đây. Rồi, bây giờ sang cái phụ lục này này, 01 này này. Thì nó sẽ yêu cầu một cái mã giao dịch điện tử ấy. Thì bây giờ em vào cái trang thuế điện tử nào. Trang thuế điện tử mà mình chị em mình hôm nọ vừa nộp ấy. Tờ khai ấy, nó nổ đấy. Bây giờ đi phân tích file Excel cho chị nào. Mở một cái file Excel ra. Bây giờ em điền cho chị này. Tờ khai lần đầu, ghi cho chị là tờ khai lần đầu. Cột bên cạnh là tờ khai bổ sung. Đợt ở tại tờ khai lần đầu là ở chỉ tiêu 43 đúng không? 43 là đang được khấu trừ thuế đúng không? Rồi, Dạ. bây giờ mở. Và tờ khai lần 1 này đang ở chỉ tiêu 40 đúng không? Đây ở chỉ tiêu 40 đúng không? Nào nộp thuế đúng không nào? Rồi, Vâng. số tiền tương ứng của tờ khai bổ sung ở đây là bao nhiêu? Điền vào đi. 176.542. Và đang điều chỉnh giảm số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ thì thể hiện ở đây này, mở ra. Đang điều chỉnh làm giảm số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ đi thì là 1.123.200 đồng. Được chưa? Rồi. Và làm tăng số thuế phải nộp lên là 176.542 đồng. Là đóng cái tờ khai. Bây giờ ghi vậy đấy nha. Và đánh cái mã kia vào là kết xuất là nộp bình thường. Bây giờ mở cái tờ khai lần đầu ra. Bây giờ tờ khai lần đầu là ban đầu tiên mình đang khai thừa thuế. Mình đang được khấu trừ 946.658 đồng. Đúng không? Đúng Đánh vào rồi. đây. Bây giờ chị kết luận này. Khi tờ khai lần đầu tiên là em ngỡ rằng em đang được khấu trừ là 946.658 đồng. Nhưng mà trên thực tế số chính xác là em phải nộp thuế. Thì khi em điều chỉnh lại tờ khai này làm cho số thuế phải nộp tăng lên thì em có phải nộp không? Rồi, ok. Em phải tiến hành ghi vào đấy, em phải tiến hành nộp thuế và đồng thời tính số tiền phạt nộp nếu mở hoặc là đã quá thời hạn đấy, chậm nộp và tiến hành nộp tiền phạt nha. Được chưa? Hoặc là bây giờ em cứ nộp tiền thuế cái đã, còn tiền phạt thuế họ bật lên bao nhiêu ấy thì mình nhìn vào đấy để mình nộp đúng không? Ok rồi,
suy ra ở dưới này em nhìn em nói ghi vào ở dưới, phía dưới này. Như vậy là tại tờ khai lần đầu ấy là em đang tưởng em được khấu trừ cơ đúng không? Mà về Dạ. nguyên là quý hạ quý 3 ấy sẽ quý 3 tại chỉ tiêu 22 tại quý 3 này, tại chỉ tiêu 22 này là sẽ lấy chỉ tiêu 43 trên tờ khai của quý 2 đưa lên trên chỉ tiêu 43 trên tờ khai quý 2 mở ngoặc là tờ khai lần đầu ấy đưa lên. Đó, quý 2 lần đầu đưa lên. Nghĩa là các quý với nhau là nó phải lấy số dư từ tờ khai trước nối sang tờ khai tiếp theo ấy là phải chỉ tiêu ở lần đầu nhá. Hiểu rằng là bây giờ 946 658 này vẫn phải lấy lên chỉ tiêu 22 ấy nha Dạ, của quý vâng. ba. Từ Mà đúng rồi, nhất nhiều bạn lại lấy luôn là không đưa lên đâu, bởi vì nghĩ rằng là bổ sung xong nó phải nộp thuế rồi mà. Thôi, vâng. chỉ tiêu 22 bằng 0 nhưng không đúng, mà vẫn phải lấy ở số tiền 946 658 ấy ở chỉ tiêu 43 lên. Sau đó này, điền số tiền 946 658 ấy vào chỉ tiêu 37 của tờ khai quý 3 hoặc tại thời điểm lập tờ khai mà kế toán phát hiện ra sai sót. Ok không em? Hiểu chưa? Có nghĩa là ví dụ như quý 3 mà không phát hiện ra thì có thể là quý 4, có thể là quý 1 năm 2025 chẳng hạn mới phát hiện ra thì vẫn phải làm đúng theo nguyên tắc như thế. Bởi vì mình hiểu rằng số tiền 946.000 đó đã được đưa vào chỉ tiêu 22 của quý liền kề, đúng không? Thì Đúng làm rồi. cho số thuế giá trị tăng tăng lên. Thì bây giờ mình sau khi phát hiện ra rồi thì mình sẽ đưa vào chỉ tiêu 30, 37 đúng rồi để làm giảm VAT đi. Còn 38 sẽ đưa vào tăng VAT lên nhá. 37 giảm V, 38 tăng V. Ok chưa? Gần nhớ như vậy rồi này. Như vậy này, trong trường hợp này ấy là cái số tiền này phải điều chỉnh ở quý 3 này, điều chỉnh giảm đi này. Nhưng mà đồng thời vẫn nộp thuế. Trường hợp thứ nhất. Ok Vâng. chưa? Rồi, bây giờ ta chỉ sẽ dạy một trường hợp thứ hai nữa này. À, bây giờ mở tờ khai bổ sung lần 1 xóa đi. Vào bổ sung lần 1 xóa tình huống vừa rồi đi, chị dạy tình huống thứ hai. Em hiểu cái gì? Bây giờ trường hợp thứ hai bây giờ xóa nào, bấm vào chữ xóa đây. Rồi bây giờ mở lại nào, xóa nó coi như xóa hết cái tình huống lúc nãy đấy. Nghe chưa? Rồi Vâng. bây giờ mở Vâng. lại nào. Bây giờ khá bổ sung mà là khá lên đâu ấy, một lần đâu ấy. Hả? Mở khá Ừ, mở bây giờ bổ vẫn là mở. mở tờ khai bổ sung cho chị. À, đồng ý. Bây giờ chị sẽ làm một tình huống thứ hai, có nghĩa là ví dụ trên tờ khai này của em, sau khi mà em rà soát cái hệ thống hóa đơn đầu vào điện tử hôm buổi trước chị dạy em đấy, thì em phát hiện ra em có một cái hóa đơn là ví dụ như 6 triệu và thuế 8% là 480.000 đấy, em thiếu nhá Cái ở hóa tháng đơn. 6 nhưng em thiếu em không khai, thì bây giờ em phải khai vào thôi. Hiểu chưa? Dạ. Trường hợp này là trường hợp tăng VAT. Thì bây giờ sao đây? Mình lại đi vào đây. Sai đâu Cộng. thì chỉnh ở đó, sửa ở đó. Sai mà làm tăng lên thì cộng vào, làm giảm thì trừ đi. Bây giờ mình sẽ cộng vào đây, 6 triệu nữa là 46. Và đây mình cũng sẽ tặng cộng thêm 480.000 vào đây chị, cả chỉ tiêu 24 và chỉ tiêu 25. Rồi bây giờ cũng nhấn vào cái chỗ tổng hợp KHPS đây. Bây giờ đây, tại đây thì bây giờ số tiền thuế giá trị gia tăng được khấu trừ làm sao? Bây giờ mình sẽ điền số tiền 1426 658 này lại trường hợp thứ hai. Đây em ghi cho chị là trường hợp 1 TH1 dưới TH2. T1 TH2 xuống dòng TH2. Rồi cũng ghi ở đây là đầu tiên cũng chỉ tiêu 43, ở đây cũng số tiền 946. Sang tờ khai bổ sung không cần copy cái tiêu đề làm gì hết, cứ điền ở đây này 43 này. Cũng copy 946 xuống đây này. Ở đây tờ khai bổ sung lúc này là bằng bao nhiêu? 1426 đúng không? Rồi, bây giờ số tiền tăng lên đây không phải 40 mà vẫn là 43 nha. Hai trường À hợp này là vẫn rồi rồi là đúng là vẫn là 43 43. rồi, rồi. Chênh Mình cũng phải lệch ở chênh lệch tăng lên bằng chính là 600 đấy em. Đúng, nộp. tăng lên. Đó. Thì em ghi bên cạnh đây cho chị này là gì nhỉ? Tại tờ khai quý 3 hoặc tại thời điểm mà kế toán phát hiện ra sai sót đấy và lập tờ khai chính đấy nhá. Thì bây giờ mình sẽ đưa vào chỉ tiêu bao nhiêu? 38. Ví dụ như là quý 2 sai nhưng quý 3 đã phát hiện ra rồi thì sẽ đưa vào chỉ tiêu 38 tại quý
3. Đúng không? Làm tăng số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ lên đấy. Em hiểu chưa? Đó. Và nói chung là bây giờ tại tại thời điểm này là 2024. Từ 2023 là đã bắt đầu sai ở đâu thì đầu vào, ví dụ như mình phát hiện ra thiếu thì mình phải quay lại mình điều chỉnh tại thời điểm đó nhá. Còn trước đó thì mình có thể là không, kiểu như là mình thiếu đầu vào tại quý này thì có thể đẩy vào quý sau ấy nhá, nhưng bây giờ không phải như vậy, có nghĩa là thiếu ở quý nào thì quay lại quý đấy ấy, điều chỉnh cho đúng. Em hiểu chưa? Nếu không làm như vậy là sau này thanh tra kết toán thuế là bị gạt đấy nhá. Nói chung là quý nào vào quý đó, vào ra quý nào vào được quý đó luôn, được chưa? Ok rồi, trường hợp thứ nhất, trường hợp thứ hai, chủ yếu là nó sẽ xảy ra hai trường hợp này thôi nhá. Và hai trường hợp này thì nó thế này, chủ yếu là ví dụ như ở đây là thừa ấy, thừa đầu vào bây giờ thì hóa đơn điện tử ấy, cái này nó cũng ít khi mà em bị sai lắm. Chủ yếu là một là do khi em khai xong rồi mà em lại phát hiện ra bên nhà cung cấp hủy mất hóa đơn của em mà không hề báo cho công ty em biết có Thì đấy. ông định thì không mình chậm trả tiền cho họ nên cho tôi hủy hóa đơn đi. Họ hủy lúc họ cũng chả cần thông báo với mình, mà thực tế nhiều khi không phải chậm trả đâu, mà bên đối tác nhiều khi quý đấy phải nộp thuế nhiều quá, đúng không? Thế là nhiều khi hủy luôn của doanh nghiệp nhà cung cấp ở của bên mình. Thế mình không phát hiện ra, mình không tra cứu kịp thời là mình không biết đâu. Thì đấy là tình huống thực tế mà một số học viên của bên chị ấy là đang gặp phải. Có nghĩa là có những hóa đơn rất là lớn tiền, kê khai thuế xong xuôi quý 1 rồi, tự nhiên bây giờ phát hiện ra là hóa đơn đấy tình trạng hủy. Đấy. Thế thì là mình lại phải điều chỉnh lại tờ khai và liên hệ với bên nhà cung cấp ấy để xử lý. Cho nên là trong hợp đồng ấy cũng phải ghi rõ luôn là về việc xuất hóa đơn rồi là không được tự ý hủy hóa đơn mà không có sự thông báo cho hai bên đấy. Thế là cái trường hợp bây giờ thì chủ yếu là một là sót thật, không biết cách tra cứu, hai là khai rồi thì bên nhà cung cấp hủy mất của bên mình, thế là mình lại cũng phải điều chỉnh nhá. Còn bây giờ thì nói chung các bạn sẽ ít điều chỉnh hơn so với thời điểm của ngày xưa, thì thứ nhất là các bạn cũng hiểu biết hơn, và cái thứ hai nữa là có cái phần họ tra cứu ở đơn điện tử trước khi mà mình chốt hồ sơ rồi. Giả sử nhà cung cấp mà không gửi cho mình, chưa gửi cho mình email, mình không tra được thì trên hệ thống vẫn báo ấy, đúng không? Chứ như ngày trước là hóa đơn giấy nhá, như hồi chị mới làm khi đấy là hóa đơn giấy cách đây ba ba bốn năm ấy, còn cái thời cách đây chục năm thì nó còn lạc hậu nhiều thứ lắm. Thì hóa đơn giấy thì em bảo là làm sao mà soát được, đúng không? Không thể nào biết nổi. Nhiều khi mà đi mua hàng về mà nhân viên kinh doanh hay sếp mà không đưa hóa đơn thì kế toán cũng nhiều khi cũng chịu, không thể nào phán đoán được. Nhưng mà hồi đấy thì chị vẫn phán đoán được trong một số tình huống, ví dụ như là tự nhiên thấy trong ngân hàng thì thanh toán tiền cho nhà cung cấp, đúng không? Hóa đơn thì chả thấy đâu cả. Thế khi mà vào cái báo cáo đối chiếu công nợ của nhà cung cấp ấy thì nó mới dư nợ của tài khoản 331 đấy, đúng không? Thì khi đấy mới chắc chắn là sẽ hỏi lại và cái rằng là anh vất mất hóa đơn rồi em ạ. Đấy, thời ngày xưa là nó thế. Còn bây giờ thì ví dụ như là mình chưa nhận được email hóa đơn gốc thì mình cũng sẽ tra ở trên hệ thống ấy, tải về để lưu và vẫn quyết toán bình thường nhá. Ok, em hiểu cho chị hai trường hợp về về thuế như thế này. Thế bây giờ thế này, có những cái tình huống, tình trường hợp thứ ba, trường hợp thứ ba chị sẽ điều chỉnh về hóa đơn bán ra nhá, được chưa? Đấy, bây giờ em lại xóa cho chị cái này đi, thậm chí là có thể điều chỉnh lần một, lần hai, lần lần ba nữa cơ. Đấy, bây giờ mở lại và bây giờ chị sẽ đưa ra một cái tình huống là visa đi, chỉ ví dụ bảng kê không một trừ một đây. Đầu tiên là bây giờ giả sử như em có xuất hóa đơn là như thế này, ok chưa? Nhưng mà sau đó em sẽ là lập một cái hóa đơn điều chỉnh nhá. Em kê khai thuế rồi, đúng không? Không được hủy và lập lại hóa đơn nữa. Mà bây giờ chỉ có phương án là điều chỉnh làm tăng giá trị ấy của hóa đơn lên. Ví dụ em soát mất 10 triệu nhá. Thế em sẽ lập một cái hóa đơn điều chỉnh làm tăng số thuế, lập mà điều chỉnh và thay thế đấy. Em hiểu không? Thì khi đó là làm cho cái doanh thu của em ấy sẽ tăng lên tại thời điểm nghiệm thu là thời điểm tháng 6.
là em nghiệm thu vẫn phải là 41 triệu, đúng không? Nhưng em xuất thiếu thì bây giờ em sẽ phải lập tờ khai điều chỉnh, làm tăng số thuế giá trị gia tăng ấy lên, tăng doanh thu lên. Thì bằng cách nào? Bây giờ em sang đây, phá rồi đúng không? Mở lại đây nhỉ? Bây giờ đây, ở đây em điền lại ví dụ như thế đi. Giả sử đây là 41, tăng doanh thu lên nhá. Cũng phải sửa cả doanh thu bởi vì thuế người ta sẽ kiểm tra ấy, kiểm tra cái doanh thu ấy nhá. Doanh thu ở trên kê khai so với doanh thu ở trên báo cáo tài chính nó có khớp nhau hay không, và so với doanh thu ở xuất hóa đơn đấy nó có khớp nhau hay không, được chưa? Ví dụ như Rồi. 41 triệu này đi, em cộng vào 800 nghìn vào đây, sau đó nhấn vào tổng hợp KHBS đó. Và bây giờ này, khi mà mình làm tăng số thuế giá trị tăng đầu ra lên đúng không, thì làm cho số thuế phải nộp làm sao tăng Tăng lên, lên thì chính là trường hợp thứ mấy nhỉ? một Trường hợp một. Như vậy là trường hợp một là gì? Là làm cho số thuế, làm giảm số thuế giá trị tăng được khấu trừ tăng số thuế phải nộp lên, đúng không? Thì rồi trường hợp thứ nhất, một là tăng đầu ra hoặc giảm đầu vào, đúng không? Tăng rồi đầu ra, giảm đầu vào, ok chưa? Còn rồi tương tự như thế thì ở cái trường hợp hai này thì có nghĩa là tăng đầu vào nhưng lại giảm đầu ra. tăng đâu đó. Ừ đấy, có thế thôi, bốn trường hợp như vậy nhá. Nếu giả sử sai sót thì xử lý, tất nhiên là chị dạy thế thôi, còn em mà sai kiểu gì em chả gọi chị đúng không? Rồi bây giờ này em xem, hôm nay em gửi chị một cái gì đấy qua Zalo nhỉ, mà ban ngày hôm nay chị hơi bận tí, chị cho xem. Đúng kế toán của Hà Tĩnh nhé, nó có gửi cái tờ khai là cái khai lập cái tờ khai chậm nạp tiền thuế ấy. Mà thực tế là nhiều cái công văn các kiểu nó cũng liên quan đến doanh nghiệp của mình nhé, thôi cũng bỏ qua, chẳng qua là người ta tiện thì người ta gửi trong nhóm thế thôi ấy nhá, chứ ai biết được là cái nhóm đấy có những doanh nghiệp như thế nào ấy, nên là mình cũng phải lựa. Ok, tất nhiên là có cái gì thì cứ gửi anh chị để chị kiểm tra xem nó có rơi vào trường hợp của công ty em không nhé, để xử lý cho kịp thời nha. Các cái phân hệ về giá thành hôm nọ chị dạy em thành thạo chưa? Thế thì theo Em chị lại thì không ngao phương lắm, tại vì được ít làm à, bên em ít nghiệp vụ bây giờ em quá phải nên dành cũng thời không gian tập buổi trung tối mà không, bữa nào không học ấy thì được không cần chị ngồi đấy dạy em đâu, mà em cứ phải mở lắm. video ra ấy, mà chị gửi ra em phải nghe đi nghe lại, nhất là phần giá thành em phải làm cái phần ngân nghiệm nhá, phần nghiệm đi. Sau đó thì em phải tiếp tục vào chứng từ của tháng 7 này đây, rồi đến đâu không hiểu gì thì cứ hỏi chị thôi. Bây giờ chị hôm nay chị dạy về cái phần điều chỉnh vậy thuế các trường hợp như thế nhá, chị trả video sau tập À, học chị em hỏi là ví dụ như những cái mà mình tiền tiền mình xuất hóa đơn xong rồi chuyển khoản cho mình rồi hay về đọc tài khoản của mình rồi, tức là thế này, cái phần mà toán là tiền điện này, tiền điện hàng tháng từ tháng 4 cho đến tháng 6 thì là lập thẳng vào phiếu chi tiền mặt luôn, thanh toán tài khoản 6422 N11 thì là em chi phiếu chi luôn, thì cái đó em có phải lập những cái tờ có một cái hóa đơn gì đấy là mình để mình lưu lại không, hay là mình chỉ cần làm trên sổ là được. Thì có phải hôm bữa chị nói với em đấy về tiền điện đúng không? Mà kiểu như là một là giám đốc chi hộ đúng không? Đó. Hai là công ty sẽ thanh toán trên hóa đơn chứng từ nhưng không phải mang tên công ty, đúng không? Và trong hợp đồng thì vẫn ghi rõ đấy là khoản tiền mình thuê nhà mà, chi phí tiền điện là chuyện bình thường. Cho nên là trong cái trường hợp đấy thì không, hóa đơn không mang tên công ty em nhưng mang tên chủ nhà ấy, thì em phải rạch ròi ra là cái nhà đấy em thuê là cả nhà, thuê cả cái nhà đó hay em chỉ thuê một hai tầng Một thôi. nửa em Ở thuê một một nửa nửa nhà em thuê một nửa thì chủ nhà ở một nửa, thì bây giờ phân ra là công ty hết bao tiền thì chủ nhà hết bao tiền, thế bây giờ đấy. ai là người đóng tiền điện đó? Ví dụ chủ nhà đóng rồi thì mình phải trả tiền cho chủ nhà đúng không, Đó thì chi phí đó vẫn được tính vào chi phí hợp lý, nhưng em phải lấy photo hóa đơn đấy, photo cái công tơ đấy đúng không, rạch ròi ra thì em vẫn tự đưa vào chi phí thôi. Và trường hợp đấy thì em phải đưa vào chi phí thì em đưa thẳng vào quỹ chi tiền thôi, cũng không cần phải toán số chứng từ đâu, bởi vì thực ra mình chỉ ghi nhận cái chi phí của mình thôi, được chưa? Còn cái bài hôm nọ mà đưa qua tài khoản 1388 đấy là trường hợp là không không có tiền mặt, nghĩa là sếp là người trả tiền đúng không, sau đó lại trả tiền cho sếp thì mới phải 1388 nha, được chưa? Còn cái này là em đang chi, một là chi cho nhà cung cấp điện, hai là chi cho chủ nhà ấy, thì đều vào quỹ là phiếu chi hết, Thì em lập chi vào 6422 đúng, sáu được bốn hai 11 luôn. đúng Chú không, khỏe. Với lại khỏi đúng cái rồi, phải tên tập khỏi phải thông qua tài khoản 1388 nữa nhá.
Dạ, rồi. Thế nên là cái đó mình không cần phải lập phiếu chi Như hay là mình như vậy phải là thực em hiện sẽ phiếu bỏ cái gì? nghiệp vụ khác đi, bỏ chứng từ nghiệp khác nợ 642 trên 1388 Rồi, đi, rồi vào lại ý... quỹ sửa 1388 thành 642 trên 111 là xong. Không, ý em bảo là thế này, là ngoài hạch toán trên máy rồi, thì em có phải in 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 phiếu, gọi là phiếu phiếu lưu như ngân phiếu. Phải có in cái hóa đơn đấy, tiền điện đấy, để mà lưu lại Rồi, là A dạ. ông A, ông B ông C này đúng cái địa chỉ mà cái nhà mà em cho thuê ấy. Rồi trong hợp Dạ. đồng đi thuê nhà cũng phải có đầy đủ các kiểu luôn nhá. Vì là ví dụ tiền điện vừa rồi là 1,5 triệu, nhưng mà kiểu em bên em là doanh thu nó chưa có nhiều, thì em chỉ thanh toán là một tháng thanh toán 400.000 đó, tiền điện tiền nước, thì là mình vẫn in cái phiếu của họ đó ra, nhưng mà mình có để căn cứ là số công tơ và địa chỉ nhà, còn mà tiền thì vẫn là 400.000 đúng không, là mình vẫn vẫn phải in cái phiếu ra đó ra và lập một cái phiếu là mình chi tiền cho họ, in một cái phiếu chi ấy. Thì có nghĩa đúng rồi, lập lập một cái phiếu chi, in phiếu chi vì là kẹp chứng từ ấy liên quan Dạ ấy. rồi, dạ rồi. Thế là mình in cái tờ hóa đơn của họ đó ra, rồi là mình lập một cái phiếu chi báo, mình ví 1,5 triệu mình chỉ trả 400.000 thôi, là mình tờ chi 400 và kèm cái hóa đơn tiền điện của họ. Ừ, đúng Đúng rồi. là. Dạ. Đây thì ý em hỏi là những cái đó thì em cũng chưa biết cách để mà Nghĩa là lấy em chỉ số lập khác phiếu à. chi thôi, em chỉ lập phiếu chi và chứng từ đi kèm của em là hóa đơn tiền điện đấy, cho dù mang tên tổ chủ nhà thì em vẫn phải chứng minh đấy là đúng là hóa đơn là 1 triệu nhưng bên em mất 500 ấy, thì em vẫn phải giữ lại hóa đơn Dạ. đấy, thực tế Dạ. chứng minh đó là tiền thuê nhà 1 triệu nhưng bên em chỉ mất 500 thôi, còn lại là một Dạ. nửa là của chủ nhà, nhưng phải chứng minh Dạ. là 500 đấy là em dùng đúng của em ấy, đúng mục đích Dạ là rồi. được rồi, thì vẫn là được tính Dạ. vào chi phí hợp lý của bên em thôi, bởi vì một doanh nghiệp không thể nào thiếu tiền điện tiền nước được, Dạ đó. thiếu tiền điện Thì tiền ý nước em bảo là ngày trả được chứ đừng nói. ý em bảo là trên máy móc thì mình đã hạch toán phiếu chi rồi, nhưng mà Ừ. cái sổ lưu ấy, gọi là cái sổ mộc ấy, thì này là mình em chưa biết cách để làm một cái sổ mộc để lưu chứng từ ấy, kiểu vậy. Sổ mộc để chưa tính từ, thì bây giờ nhá, chị bày cho em như này nhá, em cứ lưu đầu vào của em nhá là bao Dạ. gồm này, hợp đồng này, chứng từ thanh toán này, hóa đơn này, kẹp từng bộ Dạ. vào, bỏ vào từng cái folder từng tháng một đấy, sắp xếp Rồi. theo tháng nhá.